de Las Vegas. Nó đây nó lại là một cái tour Eiffel. Đây. Đó, cũng có tour Eiffel đàng hoàng. Để zoom lại cho coi nha. Đây là cái chân của cái tour Eiffel như này. Chỗ này là có một cái khu nó gọi là của Paris mà. Đây cái chỗ này chút xíu nữa chiếu nhạc nước nửa tiếng hồ lạnh lần. Đây là nước ở đây. Nó là Bellagio. Rồi tour đằng kia có planet.